Nhiều cựu cộng sự, bạn bè cũ đồng loạt gửi đơn tố cáo Giang Kim Cúc chỉ trong thời gian ngắn. Chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, luật sư Ngô Anh Tuấn đã nhận được rất nhiều đơn tố cáo từ mọi người, đặc biệt là cả người từng là bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là nhân viên cũ từng làm việc trong nhóm Giang Kim Cúc và các cộng sự tố cáo Giang Kim Cúc. Giữa những lùm xùm liên quan đến vấn đề ăn chặn tiền từ thiện của Giang Kim Cúc, trưởng nhóm Mai Tàng Không Đồng còn chưa ngã ngũ thì mới đây, nhiều người lại vô cùng bất ngờ trước tờ đơn tố cáo của nhóm người từng là người quen, bạn bè, nhân viên cũ của Giang Kim Cúc. Cụ thể, trong số 10 trang hồ sơ tố cáo các tội lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tung tin sai sự thật để lừa đảo của Giang Kim Cúc mà luật sư Ngô Anh Tuấn, trưởng văn phòng ATN Law Firm đã công bố. Dư luận hết sức bất ngờ khi có tên những người từng là bạn bè, cộng sự với Cúc cũng gửi đơn tố cáo Giang Kim Cúc. Chỉ trong một thời gian ngắn, rất nhiều người đã gửi đơn tố cáo Giang Kim Cúc, trong đó có những người từng là Mạnh Thường Quân, góp tiền, đồng hành cùng Giang Kim Cúc trên con đường thiện nguyện. Những mạnh thường quân này đã đâm đơn kiện Giang Kim Cúc với lý do không minh bạch, nhập nhèm trong vấn đề công bố số dư, sao kê tài khoản, nhập nhèm trong vấn đề chi tiêu từ tài sản quyên góp được, gửi ra tài khoản nghi vấn, chi sai mục đích kêu gọi, không mua hòm mà dùng tiền mua 20 chiếc xe ô tô. Trong nhiều đơn tử tố cáo Giang Kim Cúc, có nhiều người từng là bạn, là người từng ủng hộ tiền, thậm chí hoạt động chung nhóm thiện nguyện với Cúc có người kiện Giang Kim Cúc lại chính là người từng đồng hành với Cúc với tư cách là người đại diện thương hiệu cho quỹ từ thiện của Giang Kim Cúc. Người này đã tố cáo Giang Kim Cúc nhập nhèm, gian lận đối với số tiền mà bà đã góp cho Cúc để giải cứu dưa hấu cho bà con nông dân Ninh Thuận dịp Tết âm lịch 2021 vừa qua. Đáng nói, người kiện Giang Kim Cúc cũng có cả chính người đã đồng hành, phối hợp hoạt động thiện nguyện với Cúc. Người này tố cáo Giang Kim Cúc đổi tên nhà ăn từ thiện, chiếm đoạt xe cấp cứu của nhóm mình. Tất cả những người gửi đơn tố giác Giang Kim Cúc đều có văn bản chứng cứ kèm theo. Luật sư Ngô Anh Tuấn cho rằng, mặc dù những thông tin, chứng cứ trên chưa đầy đủ, chưa thể kết tội Giang Kim Cúc, song ông Tuấn mong rằng cơ quan điều tra sẽ sớm vào cuộc xác minh sự việc. Bởi theo luật sư Tuấn, vụ việc này khởi đầu không khác nhiều với các tình tiết đã xảy ra trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do bà Đỗ Thị Kim Ngân, ngân gốm, thực hiện trong nhiều năm qua nhưng mới bị khởi tố, bắt tạm giam vào ngày 16 tháng 8 năm 2021 vừa qua. Ngoài ra, luật sư ngô anh tuấn cho rằng bản thân mình dám chịu trách nhiệm trước những phát ngôn trên mạng xã hội của bản thân nếu như tôi làm tốt thì tôi được ghi nhận còn nếu như tôi làm sai tôi phát ngôn sai thì cúc hoàn toàn có thể tố cáo tôi về hành động vu khống tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đó bởi vì một khi tôi đã quyết làm thì tôi chấp nhận chịu trách nhiệm hiện tại thông tin về lùm xùm ăn chặn tiền từ thiện của giang kim cúc vẫn chưa ngã ngũ song dư luận vẫn vô cùng quan tâm đến nhất cử nhất động của trưởng nhóm mai táng không đồng này chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé